mấy buồn bảo? Ăn mấy buồn? Thôi á, mình tranh thủ mình chẻ hết dừa nước này để mẹ ăn không hết, mình để vô tủ lạnh cho mát để dành ăn lần lần. Chứ mình để vậy thì nó lâu quá thì nó lạc. Thôi bảo chào ông bà. Rồi để vô đóng nè. Tôi đi xin chào ông bà. Vô. Lấy cái cây này để trẻ gì nước. Mẹ không đập nữa. Không đập nữa. Đập không nổi đâu, con lụm vô đi. Con lụm vô cho mẹ. Nó đập. Thôi ăn từ từ thôi, đừng đập hết nha. Bữa nay ăn một quả hả? Chẻ hết luôn rồi ăn không hết thì để tủ lạnh chứ. Vậy ha. Chứ mà để ở ngoài nó lạnh quá sao. Để mất công thay đồ nữa, mỗi lần chẻ đồ mũ để găng dính. Dễ hiểu ha. Mũ này nó đập lạnh. Dạ. Mũ nào với vậy chứ gì với chị Hai kìa. Dạ. Mà dạ bỏ lại, trứng mà không ngon. Có sao kỳ vậy? Buồn khác rồi. Đây buồn rồi. Đó, nào vậy nè. Là mới ngon đó. Mềm. Đâu, tôi cha làm buồn hết rồi. Bà nội ăn đưa cho nội tái luôn đi. Cho nội mời ông bà cô chú mình ăn luôn. Cho nội ăn tái đi. Nè, cho nội tái gì nữa. Xích ra phải rồi. Lại chị Hai đó. Ngon không? Ngon thì đập ra nữa. Ồ, ngon hơn cái bùn nãy luôn á. Ở giữa nó có nhị nhị vậy là mềm á. Cái này là nó ngọt, có cái nước này nó ngọt lắm. Ơi, bảo múc mà miệng nó nuốt nó quyến. Ăn đi coi, ăn nãy đi hồi cái mình hay múc ra. Ăn tiếp đi. Ăn đi. Rồi đó, ăn cái đã đi hồi cái mình múc để dành sao. Thôi để vô ly á, để đường đập đá luôn. Gì chứ cái này để đây dễ quê dễ kiếm rồi. Cái này nó trong giữa y như mà bạch nha vậy á, y như nước bạch nha vậy á, nó kẹo mà nó ngọt. Thì chẻ hết này bột nữa nha. Đã nhiều. Ngọt. Ngon vị. Nè. Nó y như bạch nhau. Mẹ ăn lại đấy, ăn nữa nè mẹ. Thôi. Để kia. Thấy tái dừa vừa cứng rồi nè. Ôi. Nó cứng nó bao bọc giáp vòng luôn hết rồi. Thử lấy tay dừa cứng ăn thử coi. Có màu trắng trắng đậm đục đục.
giòn. Ừ. Giòn. Ừ. À, lạc nè. Ừ. Lạc ăn tái gì nè. Sau khi múc dừa nước vô cái ly á, thì mình để vô cái một ly về một muỗng đường, thì quậy cho nó tan đường ra rồi mình để nước đá vô. Còn mình để nước đá tướng thì nó không có tan đường, nó không được ngọt nữa. Rồi quậy cho nó tan đường đi. Bà nội nói làm để vô ngăn mát thì bà nội chút nội nghỉ mệt rồi chút nội ra ăn. Vậy mấy ly kia luôn đi, báo. Rồi đi vậy báo. Đây con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn dừa nước đá đường ăn với mấy đứa nhỏ cho vui nha. Mời ông bà với con. Mời mãi con. Đâu thử thấy ngon không? Ngon. Ngon. Thì mình mới phơi cọng hồi nãy á, thì chẻ từ nước xong thì trời mưa rồi, gom cọng lá vô. Còn nhiêu trong cái tô này mình để vô ngăn mát tủ lạnh á, chừng nào ăn rồi để đường rồi để đá vô ăn. Là Thủy ăn thử rồi ngon nha. Mềm. Mềm và thơm như nước á. Thì nãy mới vừa phơi nắng ba cái cọng lá ha. Thì được chừng 2 tiếng đồng hồ thì ông trời cũng mưa rồi. Mấy bữa gà á ở quê Thủy thì ông trời bão mưa á. Nay cũng mưa, cũng ngày nào cũng mưa hết nên phơi tí xíu là ginh vô, phơi chút xíu rồi phơi ginh vô, có nắng rồi phơi tí xíu vậy rồi cái ginh vô rồi chạy gom cọng lá vô. Thì hôm ngày mùa dịch bệnh thì Thủy cũng không có đi đâu, ở nhà phụ vuốt lá với mẹ nè. Mình đốn lá trên vườn á, đem về đây chuốt rồi mình lấy cái cọng mình bán. Còn cái lá dừa nước á, thì mình độn lấp mấy cái cây cam, cây bưởi này nè, cho nó mát cái gốc cam, gốc bưởi nữa. Và nó không có cỏ lên. Thì những cái rau muống, cái này là rau muống chừa lại để mà ăn. Quá tờ rau muống, mình lấp cái lá dừa nước á, thì cỏ rau muống nó không có chết nha. Nó vẫn mọc lên. Đây, đây có cái bưởi bự nè. Vuốt mà hôm nay lấp vòng hết trơn, không còn cỏ luôn. Đó. Thì hôm nay Thủy cũng quay lên để mà chia sẻ ở nhà. Mùa dịch bệnh này ở nhà làm gì thì
phụ mẹ vuốt cọng lá ha, lên vườn đống lá về vuốt để mà quay quần ở trong gia đình thôi, chứ không có đi đâu hết. Thì Thủy cũng xin cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn theo dõi clip của Thủy, và clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Thủy xin chào.